người ta sức này ra mà giếng mình dưới gió là mình hử được hết tính cho nên mình mới tắm gió biết không tắm bằng nước mà tắm bằng gió. Người đó là rồi khi mình không tắm vậy rồi cái phần chân với phần tay của mình là mình rửa nước cái đầu bình thường hả sư? Có gì đâu mà vô thì mình chỉ bằng vô giữ cái bàn tay sạch là cái gì cũng sạch hết, bụi bặm đâu vô ở trong cái củ khiếu mình ra. Cái đó là do sư tập ngồi thiền mới tắm Không được cái không phần. tôi không có ngồi thiền, Ông có ngồi tôi không phải làm ông biếng. Người ông ta đi ngồi chú thiền á thì ta ông đi đủ chú phước, chú còn mình là cái người Phật tử là mình làm thôi, Ôi, không có ngồi thiền, kỳ lạ ta, gần không có bốn ngồi chục thiền, năm rồi. không có ngồi thiền. Mỗi cái cách tu khác nhau phải không? Đúng rồi, Phật Nhưng pháp mà có ca vô hạnh đây chắc không có dạ, nào không ai giống ai không ha. nhau luôn, Chân ta lý thì ta nó đủ có phước. một Dạ. chứ nó không hai, nhưng mà cái pháp tu mỗi người nó có cái khác. Tới Dạ. 84.000 dặm pháp Dạ. tu mà mỗi Cũng như người ăn cơm đi, không không một người thì ăn trong chén, người ăn trong bát, dạ, người người ăn trong bóc dĩa, người ăn tô, người bắp. dạ người ăn Đó thì là cái đó hôm là quá giờ chân ngọ, chánh. ngày ăn cử Con thọ thực không một đó tại ngày là chưa cái ăn cơm nói chưa chung là cái dạ. quy Cũng vừa cái rồi mới quy nhậu tắc cơm. thôi. Thì đó Cũng cũng như nhớ là cũng gặp chẳng thầy hạn sư bây cô giờ giáo chẳng sư hạn như mấy cô chú ở nè giữa đồng á là thọ thực chỉ một là bữa cơm mấy chú cũng thôi. là đắc pháp, không không làm mà Ở một nhà ngày á, giờ ông chú này làm nhà một ông ngày ăn như ăn mình ở đây đi, ba lần dạ. dân mình ở đây đi có là một lượng ngày 100.000 nuôi được 5 miệng ăn, thì cũng đúng đúng chưa, vậy đó, nuôi năm được lần 5 miệng ăn. ba trái vậy nè. Còn người ta là ở nước ngoài á ta làm ở một ngày á 100 đô người ta không đủ ăn. Giờ quay qua lại ví dụ số 12 là 1 giờ ha, cũng như mình 365 ngày dư được 100 đô không, mình nghĩ ra là sướng, là cũng như Phật tại thế mà, tại vì không thấy ngay chỗ đó đó dọn cái nào Dạ. cái nào cũng ăn cái này kia, mà ví dụ với chú là làm cho nhiều thì cũng ngày 4 chén cơm mà rất giả cũng ngày 4 chén cơm mà nó khỏe ở trong đó, tại vô lần kiếp là mình không có làm, bây giờ có làm ấy. Dạ sư ông ơi, con mai tánh mày con cũng xin lỗi là hơi tò mò, tại con thấy nó rất là kỳ lạ. Dạ. Một người mà 39 40 năm không tắm nhưng mà lại mấy con ngồi kế bên thì nó không có một cái gì thể hiện ra Dạ, là nó biết cái không điều có đó. mùi. Dạ, Dạ. nó không có mùi gì. Thì sư ông có dùng khăn hay là dùng những cái loại nước mình nhúng khăn mình lau mình mẩy mình không? Không 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 luôn. không không gọi luôn, Chỉ có là chỉ bằng áo thôi. giữ Khăn mặt lau này bàn rồi cũng đầy này đủ rồi. Con cũng tò mò nè, tắm nè, trong tắm tôi gặm lau ghẻ gì đâu trời ơi, nè, con thấy ông ơi nè không tắm mà chưa nè, trắng. gặm ghẻ gì đâu, Ơi. là có gì ghẻ đâu, Được rồi, mấy người cảm nào ơn ghẻ gì, sư. bận là ba ông áo gì nè, cái thằng nào dơ là Dạ. cái mồ Mặc hôi hai mình cái ở lại mà áo không sao, rút. cũng mặc hai cái. Rồi cái Rồi này cho con hỏi như cái áo của sư đang mặc trên đây là được mấy ngày rồi sư? trời ơi, chắc mấy tháng rồi, Mấy mấy tháng luôn rồi trời hả? Ơi. Trời ơi, Hiện cũng tại bây kêu giờ là mất cái bộ đồ của sư đang mặc là mấy tháng rồi nha, cô bác anh chị? Nhưng Thôi xấu mà hổ thôi thôi rồi. chú biết thôi cái gì, ông Dạ. đây nha, ông đem ra ông hơi nắng gì đó rồi ông lấy vô mặt nè. Dạ. À. Vậy đó, Ông tắm ăn ra trung tâm là ông tắm sao ông, cho chia sẻ con chút với ông. thì nói là cái dầu thơm là do mình sạch sạch là do mình có hai bàn tay, là nó sạch là cái gì hoàn toàn cũng sạch, hoàn toàn cái gì cũng sạch. Còn cái vụ mình là về ông pháp này nói ai tôi được thấy nói được với nó hành pháp Hành rồi nó con khó, nó vì hành tại khó vì Bồ Tát nó đa hạnh, thì hạnh hành nào thì người ta cũng đi về tại chứng vì chứng cho họ mà. trước xuống đây là nói mà muốn tu giải thoát thì mình làm như vậy cho nó gốm để tránh xa, để mình không gần cái người nữ cho cái mùi thối. Không ngờ khi mà mình biết rồi lại mình đâu nói, mà muốn nói là mình không tắm mà mắc cỡ Nhưng sao mà sư ông tính làm vậy để tránh xa những cái đấy. người trần gian nhiều hơn, để sư ông Để tĩnh tu tâm, để tu cho nó dễ để giải tu thoát. Nhưng mà nào ngờ là cái kỳ diệu xuất hiện là sư ông thấy cơ thể của mình nó không có cái mùi như người ta tưởng, tôi mà biết mấy là con ngồi không kế được, bên đây cũng nhận thấy cái điều đó rất là kỳ lạ. không ta đâu biết chính tôi, cái mùi tôi chính tôi nhiều khi nó hôi á, mà ấy mà là bây giờ đâu hôi, hồi lúc trước này hôi nách này kia bận bao áo mồ hôi đây với mấy chú đi xuống Dạ. là đổ mồ hôi rồi, nhưng mà hôi nách tôi cũng không hôi Bắt đầu chuyển nữa. sang cơ thể không còn cái mùi đó nữa thì mà cách nay mấy năm rồi sư?
Rồi cũng khoảng là hai mấy năm. Thôi rồi, mấy năm. Tại vì có à, lẽ là do ông luyện ông ơi, do sư ông luyện được mà đạt được một cái phần nhưng nào mà đó. Cái lúc lúc mình đâu 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 biết thì khoảng hai ba chục năm thì là tôi khoảng có 13-14 năm. Ông ơi cho Thì con hỏi với ông, ngày xưa ông luyện á, ông tu tập như thế này nè, ông gặp gái đẹp rồi ông sao không? nó cũng cảm thích, mình cũng thèm khát như làm sao. Nó nói là đó mình giả tạo ông thôi, cái dầu đó mà ăn không được nhưng mà uống được, còn ăn còn uống là làm được, cảm quá. Tại vì mà ông thấy của mình nhà lầu bây giờ mười vô tầng mà đụng cái thì cũng nhúc nhích thôi, làm sao ông ấy. Còn nếu mà không không mà nhúc nhích đó là ở đó thuộc nằm chỗ là lục duyên lực dương rồi, Là ham dục sắc gì là ông luyện phải không? không không có luyện. Không có Thì luyện đó luôn là tự mình hành pháp là cũng như mình làm ấy, mệt mỏi mà ngủ thì giờ vậy thôi à. Chứ không có luyện mà mình không có kia thì gặp mình nói có chuyện bình thường thôi. tu mà còn cái ý tưởng trong đầu mà vọng tưởng cái đó thì mình sẽ tội nặng hơn đó phải không sư không? Không ở đó cũng được gặp mà thấy dù mình ở đây cũng vậy, nói chung là 1.000 người không được 10 người đâu, chánh niệm đâu cũng có đâu. Và tu phải có cảnh, phải trải qua cái đường đó chứ làm sao là mình không ấy. Tu phải phải trải qua có vợ chồng rồi là anh nay tu được, còn tu trẻ tu nó không ấy. Ông nói vậy đó chứ ông nói là phải trải qua cái đường tình ái rồi đó rồi mới tu nó dễ hơn. Nó dễ Nhiều hơn khi tu đâu phải dễ đâu nha, đâu mà mình tu hay là là mấy có chú cái có gì đó cảnh nó đó thì cám dỗ tu mình được. đó, để phá Phải phá nghiệp đó. cám dỗ thôi, tu Dạ giỏi này phải cám dỗ thôi. tức là Ví dụ một người mà từng trải qua những cái xã hội mà lôi ờ kéo cái đấy này cái nói kia trước rồi sau đó mới tỉnh giác ngộ lại buông bỏ mình tu nó dễ hơn là cái tu người vậy mà rồi. Tại vì theo như con cũng gặp nhiều người á, ẳng trên núi hoang vắng rồi đó, người ta cũng chia sẻ lại trước khi á, người ta cũng tu tập á, là người ta cũng như là luyện trước những là sắc dục này kia rồi ta cũng luyện, Nó rồi cũng ăn vậy uống à, ta cũng luyện nữa mình cũng là vấn để đề phải nó thiệt không có thòi của ham. mình. Chính mà này là từ mà khi có con á, bả dẹo nữa thôi là người ta hồi 6 tháng rồi cái người ta mà để vô đó thôi chắc là sinh Sư ông ơi, ông 40 năm không tắm đó rồi ông đi ra ngoài đường đó, người ta có nói gì ông không? nói gì là cày kệ ta, cái đó là cái người ta còn phái Ông nữa, nói cái mùi cái đó của người viên ta chứ không phải của mình. nhưng mà Rồi ta thích còn của mình, ông đi mình nó xuống mình uống cũng cà viên. phê hay này kia rồi quán bán hay này kia đó ông cũng vô uống bình thường Bình nha. thường ha, ông Dạ. cũng có nói là như vậy cho người ta biết không? Không không có nói người ta Không, cũng chỉ chia đâu sẻ hỏi cho tụi hỏi con biết thôi hả? Rồi đó ông cũng cũng như cảm là hỏi thì để bạn nó áo này chia 2-3 ngày sẻ rồi cái kia đủ đủ tuổi chứ hai ba ngày ta mình xuống đủ ta bán quán thì ta bán đỡ cà qua phê hỏi thôi sư chứ ông ta cái đâu mồm có của bán. ông con thấy là nó đen thâm kim hết rồi ông thai không Thay gì thôi có không đâu rồi thay, Trên hay là do ông để tự nhiên như vậy hay là do không ông thâu ác không? nói vậy Dạ nói vậy để vậy luôn hả ông? Mình dạ dường như nói con vậy thấy trên trán ông có còn cái quết đen giống như một cái con mắt hay không, nó là do dạ cái cái từ đó cái đó là mình cũng cái bớt buồn hồi lắm. hồi 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 đó hồi hồi nhỏ hồi thì sanh ra tuổi tới biết giờ trai gái á, đó có hình đức thầy này sao tôi vậy á, phải tôi là làm chó nhà giàu mà rồi cho nên là để tóc như chị tôi nè vậy ấy nè, ổng dập tôi đầu đi cầu khóc Phật đó cậu, bởi cái nó u trên trán nó u cục. dạ Thôi ơi rồi luôn ấy. ông có kìa, ông lại Dạ nghe kinh kinh ông kinh lại gì đó. kinh Sư kinh bây ông, sư giờ ông để im mấy con gọi lại cho hơi kỹ vậy không, là cái đầu của sư ông ngay cái chính giữa giống như một cái con mắt của Dương Tiễn á, là thì do mình đó lại Phật nhiều đó ha không? không phải ngay chỗ là lại phân nhiều, còn cái mắt Trên đen kìa, trên là không đó mình chắc như thằng ở Duyên trên Tiễn đó. dùng bây giờ ngó cho nên là xéo một bên. Bây giờ thì mình ngộ thì mà giờ Nó mình hồi phải đó sửa lại là làm sanh mình nó phải ra lại đó đúng không. vì mẹ ông đâu có biết, tưởng đâu dính nọ dính này kia rồi Dạ lấy đồ chùi hoài mà chùi nó không có hết. rồi không ra Rồi ông hết rồi mới tới lớn luôn, thành thử để luôn đó à. ha. Dạ rồi ông đi tu đó rồi cái ông đem theo luôn chứ đâu có tẩy trượt người kia Dạ chứ, chắc như ông có bớt gì chứ ông rồi đi đó là là tôi khi được. mà biết á Dạ là đó là chỉ là
thẩm mỹ là cắt cái này là có 20.000 mà cái quan hoàng ấy á, mà tôi nằm cắt nó nghĩ thôi kệ đó làm bớt thôi kệ. Có lần thì nào sao? Mà sư ông không tắm vậy nhưng mà mình đi ra ngoài đường á, tự nhiên có người mà có căn tu, người ta nhìn được sư ông ra một cái cơ thể mà người ta khen sư ông hay người ta nói những cái điều tốt đẹp về cái điều đó không sư ông? Có chỉ hai người ông thầy đi về thành phố thì ông thầy không phải ông bạn của hai ông thầy gì hết á, có ông nói là kìa mà mổ châu Phi châu Pha á, dạ. Mổ đầu tiên Việt Nam mình nữa, ông cải tạo ông về quen với ông bạn ấy kêu thầy ông chịu, thì ông nói thôi đừng đừng ấy gì mà ông tệ miếng này kia giải, ông cầm móc bọc làm mười mấy năm mà ông biết là tôi dẫn là tiểu mà ấy chở Phật con Phật Nhi mà ở đây cũng có mấy vị cũng phải đó, nó tướng nó hảo lắm. Rồi sao về rồi ở đây khoảng học lớp 10, lớp 9, lớp 10 rồi thấy coi ổng ổn rồi mới cho nó về thành phố. Không có lớp 12 mà học không được cho mà học rồi đóng tiền. Nhưng, rồi về 6 tháng rồi nó ngồi nó bự lắm, bự vú này nặng là 8 mấy 90 ký á. Mà cao gần 2 xuống. Và trong cái 40 năm nay á, mà khoảng sư ông nói là khoảng trên 20 năm là đã biết được cơ thể của mình là nó không còn cái mùi hôi nữa. Thì sau từ đó tới thời điểm này á, sư ông có lần nào mình thấy cái điều kỳ diệu gì xuất hiện từ cái cơ thể mình không mà không, ai thấy không sư ông? Không, đó mình đã thấy không thấy đó mình không thấy nhưng mà không biết. Sư ông còn giấu nhiều lắm. Ông chia sẻ cho tụi con biết đâu. Đâu có không có giấu. Tôi có nhiều đó. Sư ông năm nay bao nhiêu rồi sư ông? Mới 67 rồi, hơn 80 tuổi. Hơn 80 tuổi rồi. 87 tuổi. 87 tuổi. Trời ơi, đi đứa này nó mới là nghỉ khoảng 67 hay sao? 67. Chứ còn khoảng 15 năm rồi, nhưng mà ấy kiếm chuyện rồi làm như một ngày đó, ngủ chứ ấy. Con lúc 37 tuổi. À 37 mà 37 là 37 tuổi. 37 là ngày xưa tôi khoảng có anh mấy rồi có rồi. Trước đó là tại mình nhà giàu một ngày tôi hồi đó thì tìm... ông giàu lắm phải không? Đâu có người cô, người có cô hai chị em người cô mới giàu mới ở nhà cô. Dạ. Còn gia đình ổng thì anh ấy rồi cô tôi học tại học nghề võ rồi đem bữa này kia ông nghề võ võ rồi thấy có nhiêu đó rồi mình định là không phải là cố ý. À, định học những mặt việc á, thầy mặt việc gặp ông thầy ở người Bắc, ông dạy là đừng lễ à, cũng như tự mình chăm cứu là tới ngày mình chăm cứu là tôi mất cái chuyện rồi nghỉ luôn. Thì mỗi ngày cho con hỏi đi, cái y của ông đó mỗi ngày ông thay sao ông, hay là hai ba ngày mới thay, hay là tháng thay một lần ông? Từng lễ giờ khi đổi đổi qua rồi đi chợ rồi cũng vậy, chỉ là phơi nắng rồi vậy mình rồi rồi ấm áo mặt rồi mới từng lễ. Cái này là sự thật nha cô bác anh chị, mấy anh em ba anh em mình ngồi đây tổng số là 4 người, hôm nay có duyên gặp được sư ông mà ngồi đây mà mình thấy sư ông mà nói khoảng gần 40 năm rồi không tắm, mà cái cơ thể của sư ông mà anh em ngồi đây là không có nghe được một cái mùi gì luôn. Đó là một cái điều rất là kỳ diệu mà dường như mấy con là mới thấy là một người đầu tiên như xong là đầu tiên luôn á, chứ chưa có ai mà nhưng mà không giờ tôi ở đây là tôi là dính, còn nói là cái biển thế cũng do ông thầy tôi đối xử tôi ấy, nhưng mà giờ tôi thầy ông sao không kể ông là ông cũng như là học bút nó mà ông sắp sửa về sớm mà ông chưa truyền một cái pháp gì, ông chưa truyền cho mình pháp trang cuối phải không? Không, nhắc đến không có chuyện cái việc mà không tắm là sư ông rơi nước mắt rồi ta. Mình thấy ông còn mình biết ảnh gì cái vấn đề mà ông chưa chia sẻ hết. Không luôn. Không có, tôi kể. Sao? Bởi cho nên là quý vị dù... Nó có chuyện lại đó cậu. Sao mà? Cái đó là pháp tu hay gì sư ông? 40 năm không tắm đi vô, ông khóc đi ra ngoài, không chia sẻ đâu, ông không chia sẻ đâu. Không chia sẻ đâu, miếng ăn miếng ăn rồi ta. Bởi vì ông mới buồn. Không biết sao, miếng ăn gì bởi vì con tò mò nè. Miếng ăn người nào con biết chút còn cái đảm bảo này là tôi gia công không á, chỉ là thấy về cúng dường mà cúng dường định ấy nó trời ơi có miếng xi măng ở này kia
mà sư ông nói là những cái bức tượng là cả trăm năm không đó, cả nhà không được chứ, hơn trăm năm luôn á. Bây giờ sư ông ơi, từ mấy đâu con về ấy, không hay là đâu á, còn bức tượng là ông bà Đức, ngày xưa Đức để lại cho ông ha. Không, tôi xuống đây rồi thấy mình đi rồi thấy nhiều cái bể ra để chứng nhận rồi sư ông ơi. Bây giờ hàng vạn sa số Phật mà ở trên đây sư ông thờ thì có những vị Phật mấy con biết tên, còn có những vị Phật không biết, sư ông có thể đứng lên giới thiệu cho con và bà con cô bác biết được một số tên vị Phật được không sư ông? Thì cái đứng lên đi sư ông ơi, mình đứng lên mình đi cho thoải mái. Nhưng mà biết là chẳng hạn như là cái thích mình thờ đó, đời đời kiếp kiếp đó, chẳng hạn như mẹ này nè, mẹ ông Ngâm, không? Là có một hoài trăm năm mà không có đội ông cha. Thấy chưa? Đội ông cha là ông rõ ông Phật á. Rồi khi mà mình biết á, thì ra đây là cái nước ngoài đấy. Thì đội ông á, thì hỏi là niệm cha mà cúng cúng mẹ. Đó, đó là niệm là ấy. Còn con thấy trên đây là mấy cái gì đen đen mà dưới đây nhiều là sao sư ông? Lụm bông ấy, ba lụm bông đằng chồng để ba dân mối này kia. Bông tên gì vậy sư ông? Cũng không biết, không biết. Con thấy phía sau là con thấy anh là Đạt Ma Sư Tổ gì đó ông ơi. Đạt Ma Sư Tổ thì ngày cũng vậy thôi. Khi mà cầu không có rồi đó, cầu không giấy là Đạt Ma Sư Tổ. Rồi ở đây chân đề cũng vậy, cũng là không có độ ông cha. Rồi cái khi mà độ ông cha là thờ mười mấy năm. Chân đề Dương á, Dương là vua, mười mấy năm. Rồi sau này á, và khiến, rồi khi mà cảm thì thấy người ta như vậy, đội ra bảy ông Phật. Là cũng như mình nội công rồi vậy. Một người rồi ba người. Đó. Con hỏi tí ông sao mà Đạt Ma Sư Tổ mà ông quay lưng phía sau, còn những vị Phật ở phía trước ông quay phía trước. Thì sau thành trước cũng như mình vô là mình cúng lại thời mình xá tổ như là chào ông nhỏ trước mà mới được vô. Vô cổng. Đi một vòng qua đó luôn đi. Con thấy lạ quá không? Đây là ông Địa Tạng. Đây là Ma Sư Tổ. Ma Sư Tổ là phía sau. Cũng còn như trên đó là Phật Di. Chứng đề Dương, rồi. Dương là vô 18 tay rồi có rồi ấy, rồi mà ấy. Cũng như là một tổ này ở đây theo mình biết là không ai chùa nào khi mình cúng như vậy. Không có gì. Còn đó là định hành rồi vô đó rồi chưa ấy. Thấy đó, tại sao mà ông xây mà ông không có như là đổ cho nó bằng á, không để cái học nó rất là thấm vậy không? Đâu quá. Không có tiền, mình định là mà hai nó ở đây bằng ở kia đãi đặng này kia. Là mà tôi cách nó làm thì tại cắt nhiều chùa mà có canh để mà nghỉ ngơi đó. Nghỉ ngơi ở dưới. Còn cái dây cho mà rộng ra. Cái núi không nè. Nó hỏi về bàn xuống gần đâu phải. Ở đây mình gọi cái tên là gì sư ông? Núi nước sập. Như là Am hay Tỉnh Thất hay không? Không, Am Tỉnh Thất ai cũng kêu rồi kêu. Đi dạy qua bên đó luôn đi sư ông. Những gì ở đây này khá lạ, ông chia sẻ cho con mới biết được không? Đó, còn cái này đó thì cũng duy trì địa mẫu. Cũng như là ở đây duy trì địa mẫu là cũng như là tám vị này là bát tiên. Cũng như mình thiên thủ với nhã vô ngã đại bi, cỡ như mấy chú học là mà 20 năm cũng không thuộc, vừa hơi thuộc, hơi đọc và pháp ngoài con, đâu có thuộc đâu. Cho nên đó là mẹ duy trì thiên thủ với nhãn á, thì người ta nói Nam Mô Thiên Thủ Đi Nhãn Vô Đại Bi Tâm này đi, rồi ta đi đường tắt. Cũng như là Đức Bổn Sư còn sống. Thôi. Rồi nếu mà học ngày cái pháp này của ổng. Pháp này của ổng. Rồi thôi mình ổng còn 50 năm mà ổng. Dạ. Chia sẻ là con không biết là những vị này nè, ông chia sẻ từ vị. Nhưng mấy bức tượng này cũng cả trăm năm luôn ha ông. Thì cũng bày cái này chia sẻ cho con cái gì phía trước. Thì nó thì chẳng hạn như bác Thiên là ấy, còn cái này cũng cấp cao như đứa ông sư là án là ông cái gì trên đó là cái bận cái gì không? Cái này ông Tiêu. Ông Tiêu hả? Cha đó ông ơi. Thì ông Tiêu quá trời luôn. Phật hả? Đủ tên.
mấy vị này còn đỡ rồi đó, cục đồ này kia phải ấy. Dạ, giống đó, như là muốn hư hao gì là sư ông về sửa lại đó ha. À, đó, cái này là kêu là cái đen á, ra dư cái đen ra làm cái bóng. Dạ. Giờ ta muốn đẹp nữa là ta sửa lại chở xe rồi cái gì đâu có cái gì đâu. Ờ, bị gãy rồi. Không? Rồi cái nhiều khi đứt đầu á, mà giờ là mấy rồi thôi mình ấy. Kêu bản gì ông? Hai người gì đó kêu bản gì? Cái này họ ông này hộ pháp. Hộ mà pháp. Ờ, hộ pháp là không có là không có ổng nào tu cũng được đâu. Rồi như mấy vị bên đây là tên là gì sư ông? Tên này quên rồi. Ở đây là cũng như cúng trong cúng từ điển cúng mà mặt sông á. Án Mô Ni Bát Ni Hồng á. Dạ. Án chiếc lệ chủ lệ chuyến đề tam ha. Là bảy bảy vị này. Tôi không đọc chú đề bi cho con nghe hết coi. Đâu có thuộc đâu. À, không thuộc. Rồi thôi con cảm ơn ông rất là nhiều nha. Rồi sư ông ở đây nè, ở đây với sư cô gì rồi người ta có cúng dường hay là mình có làm kinh tế gì để mình có đồng không, tiền? Không, mình để, không anh chị. Thấy ông sư bông hoa văn thập độ đúng không? Hả? Cũng như là có kinh tế gì không? Không. Như là văn hoa cúng thập hương mỗi ngày cho ông bà nữa này. Có nè. Chứ ta đi chùa lớn mà kêu. Nếu mình không thấy để Hùng Tâm Bảo à? Không thấy luôn không, hả? Không, không nay không có. Mà có người không ông ra mà ở đây không có Hùng Tâm Bảo à? Không, không có. Thì ai cũng là cũng là này là tư gia đâu có đại gia được. Thì vậy ấy thì đó thì không có. Ta để trong trường thôi. Dạ. Kêu ấy này kêu ta đâu ấy. Dạ. Dạ. Con cảm ơn ông bà ha. Dạ. Yeah.